những câu hỏi dành riêng cho Phật tử. Xin Thầy giúp trả lời cho mọi người được thông suốt. Thứ nhất là những người Phật tử còn gia duyên bên ngoài thì cần tu như thế nào? Và tu pháp nào trước, pháp nào sau? Tất cả những người Phật tử mà còn gia duyên, gia đình, con cái, cha mẹ, còn làm ăn, mọi công việc để sinh sống trong cuộc sống của mình, thì luôn luôn lúc nào cũng phải thấy, hiểu biết mọi cái sự việc mà xảy ra, mọi đối tượng mà từng gặp nhau đều là do nhân quả, đều là nhân quả. Mà muốn biết được như vậy á thì phải học về nhân quả, phải học 31 cái đức hạnh của nhân quả thì nó mới, hoặc là phải đọc sách dạy về nhân quả để biết từng cái hành động của mình trong một ngày mình đối xử, ví dụ như bây giờ đối xử với cha mẹ như thế nào, đối xử với vợ con như thế nào, với chồng con như thế nào, đối xử với thầy tổ như thế nào, đối xử với thầy học như thế nào, hoặc là mình làm thầy mình dạy thì thầy đối xử với học trò như thế nào để đúng đạo đức. Bởi vì đó là đạo đức nhân quả, cho nên nó đòi hỏi ở cái tri kiến của mọi người cần phải có sự hiểu biết. Nếu không hiểu biết thì chúng ta làm theo cái thói quen, nói hoặc là suy nghĩ theo cái thói quen thì nó đưa đến cái hành động nó làm khổ mình, khổ người, nó thiếu đạo đức. Còn trái lại mình hiểu nhân quả thì mình sẽ biết cái nào là mình sẽ nhẫn nhịn, biết cái nào mình tùy thuận mà không bị lôi cuốn vào ác pháp, rồi biết cái nào mình bằng lòng để mình buông xả. Tất cả những cái này ấy, đều là phải trải qua một cái thời gian học ở trong cái lớp chánh kiến, cái tư duy, thì hai cái lớp này ấy, nó sẽ giáo dục đào tạo chúng ta đầy đủ những cái sự hiểu biết về nhân quả. Còn nếu mà chưa có được dự học những cái lớp này ấy, thì đương nhiên chúng ta phải tự học trong những cuốn sách dạy về đạo đức nhân quả. Mà sách nhân quả thì hiện bây giờ thì thầy chưa có, tuy rằng trước kia có in một số sách đạo đức nhưng nó chưa đủ đâu, nó chưa đủ, mà nó chưa theo những cái thứ tự gì. Trước kia nó in thành cái giáo án để học tập mà thôi, để dạy, chứ còn chưa phải là những cái sách đạo đức để cho mình nghiên cứu từng cái hành động đạo đức để mình thực hiện trên con đường tu tập. Gần đây thì thầy cũng có sẵn một cái cuốn sách đạo đức để giúp cho mọi người nó vừa ngắn gọn để thấy hiểu biết hàng ngày mình phải đối xử với những người thân của mình, những người xa lạ, trên công việc làm ăn đối xử, từ cái công sở cho đến những cái nơi buôn bán tiếp xúc với mọi người, thì chúng ta phải học những cái hành động đạo đức đối xử với nhau, thì như vậy mới đem lại cái sự bình an cho mình, cho người, tức là không làm khổ mình, khổ người. Đó là cái đạo đức, mà đạo đức nhân quả cho nên rất cần thiết cho mọi người. Thì vậy mà cái người mà mới tu tập, nghĩa là còn gia duyên, còn tiếp duyên với mọi người, còn làm trong những công việc để sinh sống trong cuộc đời của mình, thì nên học đạo đức nhân quả, nên sống với nhân quả thì sẽ được giải thoát ngay liền. Vậy là cái cuốn đó sao thầy sắp viết ra hả thầy? Thầy chừng khoảng độ chừng có lẽ là chừng một tháng hoặc là hai tháng nữa thì thầy sẽ cho ra, và thầy sẽ xin phép cái cuốn đạo đức nhân quả, nhân bản nhân quả. Bởi vì cái cuốn này nó tóm lại, nó ngắn gọn mà nó đầy đủ để cho chúng ta dễ hiểu biết, dễ tiếp nhận, áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình. Còn những cái kia mà trước kia thầy dạy đó thì nó mênh mông, cho nên nó không có tóm lược lại, nó không có thu ngắn lại để chúng ta biết áp dụng cho dễ dàng. Cho nên vì vậy mà hiện bây giờ thầy thấy cuộc sống của mọi con người ấy, hiện ở trên thế gian này cần phải thông suốt cái đạo đức nhân bản nhân quả. Mà nếu không có cuốn sách này thì là một cái thiệt thòi rất lớn, rất lớn cho mọi người. Cho nên vì vậy mà hôm nay cái bài học,
cái sự áp dụng vào cái đời sống của người tu sĩ mà đầu tiên, cũng như người cư sĩ mà đầu tiên, cũng như cái người mà vừa hiểu được Phật pháp, hay là không phải là cái người theo Phật pháp nữa, cũng phải hiểu biết cái đạo đức này để đem lại cái sự an ổn cho chính bản thân mình và những người xung quanh mình. Nó quan trọng như vậy. Thì cái đạo đức nhân bản này nó giúp cho con người ta có cái chi kiến, và chính nhờ cái chi kiến để cho người ta xả được những cái khúc mắc trong đời sống hàng ngày, phải không thầy? Đúng vậy, bởi vì chính có cái tri kiến hiểu biết về nhân quả, chúng ta mới xả một cách rất dễ dàng. Còn nếu mà không có sự hiểu biết về nhân quả thì chúng ta dễ bị dính mắc. Mãi dính mắc thì chúng ta sẽ phiền não, sẽ dễ dàng đau khổ. Cho nên nhân quả rất cần thiết. Về phần thứ hai thì thí dụ như chúng con nghe thầy giảng nhưng mà chúng con không biết là về phải thực hành như thế nào, về nhà có những cái giờ phút mà rảnh rang tu tập thì chúng con phải tu tập cái gì? Coi như khi mà được nghe và về nhà mà sống chung ở trong gia đình đó, thì đó là như nãy điều thầy nói là sống nhân quả. Nhưng mà cái tri kiến nhân quả nó đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu, phải đọc kinh sách rồi cho thông suốt cả, chứ không phải là đọc một cuốn sách mà đủ, mà nó phải cần phải nghiên cứu về, nhất là cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả. Rồi mình không những mà nghiên cứu thêm, bởi vì cái bước đầu mà mình tu về cái cuộc đời mà mình muốn đi theo đạo Phật, cái chặng đường mà thứ nhất của nó thì đó là chặng đường nhân quả, tri kiến nhân quả. Thì do đó mình không phải là chỉ có tu bao nhiêu đó thôi, mà nó còn tiếp tục những chặng đường thứ hai, thứ ba của nó nữa. Sau khi mình sống với chung đụng với mọi người trong gia đình của mình thản nhiên được, mình thấy tâm mình nó an ổn trước mọi cái chướng ngại pháp của những người thân của mình, của những người xung quanh mình, mà mình thấy an ổn, mình không làm khổ mình, khổ người, thì mình phải bước qua một cái chặng đường thứ hai, chứ không phải tới đó thì mình đã mãn nguyện mình rồi thì nó chưa đủ, mình phải đi tới nữa. Cho nên trong cái sự mà đi tới nữa đó, thì trong cái giai đoạn mà tu tập đạo đức nhân bản nhân quả để mà xả cái tâm của mình, để tâm mình không còn chướng ngại, thì lúc bây giờ đó là những cái lúc mình cần phải học hiểu về Phật giáo, về Phật giáo. Cho nên trong khi đó mình không những hiểu đạo đức nhân bản nhân quả thôi đâu, mà mình còn hiểu những cái con đường tu tập thiền định, những cái con đường mà nhiếp tâm, những con đường mà tu tập để nó đi sâu vào con đường của Phật giáo nữa. Thì như vậy nó mới trọn vẹn, chứ còn không khéo thì mình chỉ có cái tri kiến nhân quả thì nó sẽ chỉ đem lại cái sự an ổn cho mình trước các đối tượng, các ác pháp mà thôi, chứ không thể nào mà mình thắng được cái tâm dục của mình đâu. Mình không làm chủ nổi nó đâu. Mình chỉ nhiều khi mình tùy thuận, mình đè nén, mình chịu đựng cái sự thật ra, mình chưa xả nó được. Cho nên mình phải còn đi tới để cho mình được đủ cái sự bình tĩnh, tỉnh táo để mình nhìn trước mọi cái sự việc, để rồi lúc bây giờ mình xả được cái tâm của mình thì coi như là quá giải được cái đau khổ. Còn không khéo thì mình chỉ chịu đựng, rồi tự mình làm khổ lấy mình. Thưa thầy, nếu mà muốn có cái sức bình tĩnh và bình tĩnh để khi giải quyết mọi công việc như thầy nói, thì tụi con phải tu cái gì để có cái sức bình tĩnh đó? Trong cái sự bình tĩnh đó thì nó sẽ có cái pháp môn để tu tập. Bây giờ đó, trước tiên đó thì mình vừa là học hiểu về tri kiến của nhân bản nhân quả để mình sống hàng ngày tiếp duyên với mọi người. Trong cái giai đoạn mà để mà sống với mọi người bằng cái tri kiến, bằng sự hiểu biết của nhân bản nhân quả đó, thì mình phải tập sức tỉnh thức. Mà tập sức tỉnh thức thì trong những cái thời gian mà tập, thì vì mình còn phải lao động, mình còn phải tiếp duyên với mọi người, cho nên cái thời gian mình rất ít. Chỉ có ban đêm thì mình mới có thể dành ra 30 phút, cao lắm là 1 giờ. Buổi tối ví dụ mình tập 30 phút, buổi khuya mình tập 30 phút. Thì tập cái sức tỉnh thức đó thì hoàn toàn là chúng ta phải ôm vào cái pháp thân hành niệm. Chỉ có pháp thân hành niệm nó sẽ giúp chúng ta tập tỉnh thức. Bởi vì hành động bước đi, hành động đưa tay, hành động suy nghĩ, hành động nói, tất cả mọi cái hành động trong thân của mình, thân khẩu ý á,
tất cả ba cái nơi mà nó xuất phát là hành động của một con người, thì mọi điều là chúng ta phải tỉnh táo ở trên đó. Mà chúng ta tỉnh táo thì đầu tiên, ví dụ như bây giờ chân trái mình bước, chân mặt mình bước, đưa tay trái đưa tay mặt, đều là mình tỉnh táo ở trên được những cái hành động đó, thì mình mới tỉnh táo được trên cái ngôn ngữ của mình nói ra, rồi mình mới tỉnh táo được cái ý suy nghĩ của mình. Chứ nhiều khi mình suy nghĩ chứ mình chưa có được tỉnh táo ở trên cái sự suy nghĩ của mình. Cho nên vì vậy mà muốn tập thì ngay bây giờ đó, mà muốn tập tỉnh táo đó thì mình phải ôn pháp thực hành niệm. Đó, nó có phương pháp đàng hoàng mà. Thưa thầy, thân hành niệm thì mỗi một động tác như vậy là phải tác ý xong rồi mình mới hành động. Tức đúng. Là từng trên từng bước hành động của mình. Thì đúng vậy. Tác ý trước, rồi cái ý nó dẫn cái hành động. Cái ý nó dẫn hành động, cho nên mình phải tác ý trước. Rồi cái hành động theo sao, chứ không phải niệm. À, mình niệm tức là nhiều khi mình niệm mà đưa tay ra đưa tay vô, rồi do đó rồi mình thành cái thói quen cứ đưa ra đưa vô mà mình quên rằng cái lệnh của mình chưa đủ sức. Cho nên khi mình tác ý rồi thì mình mới làm, nhưng không phải là làm li lịa làm nhanh, mà làm theo cái lệnh, nó vừa chú ý rất kỹ lưỡng ở trên hành động. Ví dụ như đưa tay ra thì từ từ mình sẽ đưa tay ra, rất chú ý rất kỹ cái hành động đưa tay ra. Đưa tay vào thì tức là cái lệnh của mình xong rồi, thì bàn tay mình, cánh tay mình mới đưa tay vào để cho mình chú ý. Trong khi làm cái việc này đó, để tập tỉnh thức đó, thì mình đừng có để cái tâm mình nó nghĩ ngợi cái này kia thì nó sẽ quên cái hành động. Thà là mình tập ít, đừng tập nhiều. Khi mình tập nhiều thì cái tâm mình nó sẽ không có chú ý được đến cái hành động đâu, mà khi cứ đưa tay ra vô vậy mà nó nghĩ cái chuyện khác, nó làm cho mình phân tâm mình cả hai, vừa biết cánh tay đưa ra vừa khởi niệm khác, thì đó là bị phân tâm. Mà nếu mà phân tâm thì một lúc thì chúng ta sẽ chỉ còn có duyên vào cái niệm khởi mà quên đi cái hành động đưa tay ra vô. Vậy thưa thầy, khi mà cái người mới tu tập á, thì tốt nhất là chúng con sẽ tu khoảng bao lâu, và mỗi một lần, ví dụ như vài phút, thì sau vài phút đó thì tụi con sẽ đứng lên đi kinh hành hay là như thế nào? À, cái thời gian mà tu tập thì nó phải vừa với cái sức của mình, nhưng mà phải ở trong cái sự tu tập đó nó phải có cái sự nhiệt tâm. Mà nếu mà mình tu tập để lấy có thì nó không kết quả. Mà có cái sự nhiệt tâm, mình tin tưởng rằng Phật dạy qua cái pháp thân hành niệm để giúp cho mình có sự tỉnh thức, để nhờ cái sức tỉnh thức đó mà mình làm chủ được thân tâm mình bằng nhân quả, là do đó mình tập rất là nhiệt tâm trên cái hành động tu tập thì nó mới kết quả. Mà thiếu nhiệt tâm để tu lấy có thì tu thời gian sau nó thành một cái thói quen thôi, chứ sự thật ra nó không có kết quả theo cái ý muốn của mình, nó mất cái kết quả đi. Thưa thầy, cái người mới vô nhiều khi họ ham thích tu thân hành niệm quá, mà mới bước đầu vô thì họ có thể tập 15 phút tăng đến 30 phút, thì như vậy có đúng không thầy? Không, chưa đúng. Bởi vì khi một cái người mà mới vào tu tập đó, thì mình phải xét qua cái người đó, họ đã từng sống để xả được cái tâm tham sân si họ chưa. Họ phải từng sống ở trong cái gia đình họ bằng cái tri kiến của nhân bản nhân quả. Cho nên sau khi một cái người mà vào, họ bây giờ họ ham tu, họ vào một cái tu viện để cho họ cái thất rồi họ sống độc cư, thì chúng ta trắc nghiệm họ, coi họ hiểu nhân bản nhân quả như thế nào. Ví dụ như bây giờ mình nói, mình chỉ cho họ có một con kiến cắn cái chân của bạn, thì đối với bạn thì con kiến đó bạn sẽ làm sao, thì cái người đó sẽ nói tôi sẽ lần lượt bắt con kiến đó bỏ ra. À, thì mình tin họ nói như vậy, nhưng mà sự thật chưa chắc đã là tin. Khi họ bị con kiến cắn họ thì họ lo họ chà, chứ chưa hẳn đã là họ đã bắt con kiến bỏ ra. Bởi vì cái bản chất là thói quen của mình, khi mình bị một con vật gì cắn á, thì mình không có từng tử đâu, mà mình lo cho nó, mau cho nó, để cho nó không còn cắn mình, không còn đau, không còn
như con kiến vàng hoặc con kiến lửa mà cắn mình, thì đương nhiên là những con vật đó coi chừng bị mình giết chết. Thì đó là cái sự đầu tiên để cho chúng ta thấy được cái hiểu biết về nhân quả. Một người hiểu biết về nhân quả thì người ta sẽ từng từ tốn, người ta thấy cái nhân quả là mình có gieo duyên với một con kiến vàng, một con kiến này, cho nên vì vậy mình đi lỡ ngay trên con đường của nó cắn mình, thì lần lượt mình chậm chạp mình gỡ nó đi, rồi mình thả con kiến ra. Đó là cái duyên nhân quả làm cho con kiến nó không bị gãy chân gãy giò. Còn mình do đó mình bị đau quá, mình nắm con kiến mình giò nó vậy thì nó nát bấy, nó chết đi. Thì như vậy là mình thiếu đạo đức nhân bản nhân quả. Nó tất cả những cái hành động này mình đưa ra rồi mình hỏi để mình trắc nghiệm qua cái nhân quả. Bây giờ có người đó họ nói anh sao mà ngu quá, lần người ta nói mình chê mình ngu thôi, thì mình hỏi trong khi người ta nói mình ngu như vậy đó thì mình có buồn không? Rồi bắt đầu nói tôi không buồn, vậy lý do gì mà anh không buồn khi người ta nói anh ngu? Mình trắc nghiệm lần, mình hỏi lần mà, thì người ta sẽ giải thích ra cái điều đó. Nếu mà giải thích đúng nhân quả thì mình thấy người này sống bằng tri kiến nhân quả, mà giải thích không đúng thì tức là người này không phải không hiểu biết nhân quả đó. Những cái này đều phải được trắc nghiệm qua cái nhân quả. Mà khi thấy cái người này có tri kiến nhân quả rồi thì mới chấp nhận cho họ tập tỉnh thức, chứ không khéo họ chưa có xả tâm họ, tức là cái thô chưa xả mà họ do họ tu tập để tỉnh thức thì họ ham tu quá, họ ức chế tâm họ ít hơn và bị tưởng. Còn nhiều là một số tu sĩ là do xả tâm cái chặng đường thứ nhất của người cư sĩ để tu tập họ đã thiếu, mà họ bước qua cái chặng đường thứ hai của người cư sĩ tu tập thì đó là họ ức chế tâm. Thì chặng đường nào nó phải ra chặng đường ấy. Nên tốt nhất cái người mà cư sĩ thì nên xả tâm trước nhất. Xả tâm trước nhất. Người nào bây giờ, người nào bước vào đạo Phật cũng lo dùng cái tri kiến, dùng cái hiểu biết để xả tâm. Cái đó là cái quan trọng nhất. Còn cái phần mà tu thân hành niệm thì chắc chỉ tập khoảng độ 5-10 phút trở lại thôi hả? Nghĩa là cái người mà muốn tu mà thân hành niệm đó, thì khi mà trắc nghiệm được cái tri kiến mà nhân quả của họ được đầy đủ rồi đó, thì mới cho họ tu tập mắt thân hành niệm. Chỉ còn tri kiến họ chưa đủ á, thì buộc bởi cái, cũng như cái lớp đó họ học chưa tốt nghiệp mà họ đi sang qua cái lớp thứ hai thì họ sẽ không đạt cái kết quả mà họ bị ức chế cái tâm họ. Còn hiểu không? Cho nên thí dụ như con học lớp 1 mà chưa xong mà con lên lớp 2 thì chỉ còn có ngồi đó ngó thôi. Không thể nào mà cái tâm con chưa xả cái thô mà bây giờ mà lên lớp 2 để mà tập tỉnh thức, tức là xả cái vi tế. Nó giai đoạn nó khác rồi. Có phải không? Bây giờ nó đâu còn tư duy suy nghĩ nữa, mà đi thì biết mình đi thôi, tắt ý cái đó thôi. Thì như vậy là rõ ràng cái tri kiến này nó bị bế tắc. Cho nên buộc lòng cái tri kiến này nó phải thông suốt. Anh thông suốt hết cái nhân quả rồi mà thông suốt nhân quả rồi thì anh áp dụng cái này trong cuộc sống của anh ấy, như thế nào, chứ không phải anh khởi anh ham muốn vô đây để ngồi tu, trong khi đó anh bỏ vợ bỏ con anh. Đó là điều kiện anh thiếu đạo đức nhân quả. Ví dụ bây giờ có người ham tu mà giờ vợ con bỏ, điều đó sai. Anh có vợ con anh phải làm sao? Khi nào mà vợ con anh đến đây nói một lời nói vợ con anh đến đây mà nói một lời nói bây giờ đó là con đồng ý cho chồng con được tu tập và con lãnh cái nhiệm vụ để nuôi nấng mấy cháu cho lớn khôn, thì trong khi một vị thầy mà để người ta chấp nhận cho cái người này đó, thì người ta hỏi trong cuộc sống gia đình như vậy đó thì người chồng đối xử với vợ như thế nào, hay là ông bắt nạt, ông bắt buộc phải chấp nhận cho ông đi tu? Rồi bà sợ quá, rồi bà đến đây bà nói như vậy, chứ sự thật là ông dùng cái quyền lực của ông, thì như vậy là không dám nhận. Mà thực lại cái cuộc sống đối xử với một người vợ của mình hay với người chồng của mình ở trong gia đình bằng cái đạo đức nhân quả thì thầy chấp nhận liền. Đó là cái người này do nhân quả mà xả, mà cái do nhân quả mà xả, vì vậy mà cái người
vợ hay người chồng cảm mến cái người bạn đời của mình quyết tâm tu sống đúng đạo đức, cho nên đến đây xin thầy cho tu tập, chứ không phải vì cái lý do người chồng dùng cái quyền hay người vợ dùng cái thế này thế khác để bắt buộc, để cho phép mình đi tu, không phải là cái lý do đó thì như vậy mới được. Chứ còn mà cái lý do đó, cái lý do mà bắt ép buộc người ta đến thì không được. Cho nên khi một người mà đến đây đã có gia đình rồi thì đều trắc nghiệm qua cái vấn đề của gia đình, tại sao họ bỏ gia đình, đồng ý rằng đời là khổ, mà khi đã lập gia đình rồi thì phải làm đúng đạo đức nhân bản nhân quả. Cho nên trước kia đó đạo Phật chưa có, cho nên Đức Phật mới bỏ vợ bỏ con. Nhưng mà sau khi Đức Phật tu rồi á, thì xây dựng một cái nền đạo đức không làm khổ mình khổ người, mà những người thân gần gũi bên mình chia cay sẽ đắng với mình, tại sao mình làm cho người ta khổ thêm, đi tu làm cho người ta khổ thêm vậy. Cho nên có đạo đức của đạo Phật rồi thì cái người nào mà bỏ vợ bỏ con thì không được. Cho nên khi mà Đức Phật dạy cho gia đình của ông Visakha là vợ chồng của ông này có một đứa con, cho nên khi mà đến nghe Đức Phật thuyết pháp hay quá, vì vậy đó thì bà vợ này xin theo Phật tu. Nhưng mà ông Phật hỏi ông Visakha đó, ông thấy trong cái gia đình của ông đó hai vợ chồng có một đứa con, vậy thì bà vợ bỏ đi tu như vậy đó thì ông có lo lắng được cái nhiệm vụ của ông đối với con, đối với gia đình không? Ông có vui lòng chấp nhận cho bà Visakha tu không, hay là vì ép buộc? Ông Visakha nói, con cũng muốn đi tu, nhưng mà con là đàn ông, cho nên con phải lãnh cái trách nhiệm này để gánh vác cho vợ con, vì vợ con là người yếu đuối, cho nên vợ con tu được, con và đứa con của con sẽ theo Phật tu sao? Ông Visakha nói vậy, được rồi thì ông Phật chấp nhận, cho nên cái bà Visakha mới theo Phật tu đến chứng quả là hắn. Cho nên ông Visakha ông mới trắc nghiệm, ông hỏi thế này thế khác thế nọ đủ loại, bà Visakha trả lời suông hết. Người mà chứng quả lán rồi không có hỏi cái gì mà người ta trả lời không được. Cho nên ông Visakha không biết bà vợ trả lời như vậy là suông quá rồi, mà không biết có đúng không để hỏi ông Phật. Cho nên ông Visakha ông đến ông hỏi ông Phật, thì ông Phật nói ta cũng chỉ trả lời như bà Visakha mà thôi. Ông thấy không? Từ đó bà Visakha đã tu xong rồi, thì do đó ông Visakha mới xin Phật, bây giờ cho hai cha con chúng tôi sẽ theo Phật tu hành. Ông Phật chấp nhận liền. Thế thì con thấy đạo Phật nó có đạo đức rõ ràng lắm. Cho nên ở đây có một số người đến đây ham tu, sự thật ra thầy thì trong lúc này á, sự ra thì nó không phải là trong cái lúc mà thầy tiết duyên mà giảng đạo, cho nên thầy tránh duyên. Bởi vì họ nghe ở trên mạng, rồi họ nghe những cái lời thuyết giảng đưa lên thì họ ham thật, nhưng họ quên trách nhiệm đạo đức. Vì vậy mà thì nhờ mấy con tiếp xúc mấy người này đó, chỉ cho họ cái đạo đức giùm thầy thôi. Chứ bây giờ gặp thầy thì thầy không dạy họ đâu. Bởi vì trước kia có một thời gian thầy cũng tiếp xúc với họ, mà thầy thấy gần như là người nào cũng thiếu đạo đức. Ham tu rồi bỏ vợ bỏ con, ham tu rồi không thấy cái trách nhiệm của mình. Thậm chí như cái ông gì ở bên Úc này, con có chút vậy đó, mà vợ chồng qua đây ngồi trước mặt thầy như vậy mà bỏ đi tu, mà ở bên nó đi ra lượm rác lượm rến mà không có lo cho vợ con cái gì hết. Thầy không chấp nhận điều đó. Ai sanh ra đứa nhỏ này mà bây giờ để vợ mình nuôi, cái trách nhiệm bổn phận không làm hết bổn phận thì làm sao mà đạo đức. Cho nên ông bà thầy không chấp nhận, thầy bảo về bên nó nuôi vợ con cho đàng hoàng. Nó là một cách thức như vậy. Mà hầu hết là số người ham tu mà quên cái đạo đức, mà đạo đức nhân bản nhân quả rất cần thiết cho đời sống của con người. Một xã hội học được đạo đức nhân bản nhân quả thì xã hội đó rất là an ninh trật tự, người ta biết thương nhau, người ta biết tha thứ, người ta biết đem cái sự sống của người ta trao cho cái người khác. Thậm chí như có những câu chuyện mà người ta nói đến cái đạo đức,
Người ta mua một cái món quà như thế này, người ta đến người ta cho một cái người khác, nhưng mà người ta nói có một người bạn gửi, người ta sợ cái người đó từ chối, người đó gửi đem đến cho chị, cho anh cái món quà này, chứ không phải tôi. Họ nói như vậy đó. Cái người bạn này họ không nói tên tôi không biết, cho nên vậy, cho nên vì vậy đem trao cái món quà này giùm, vậy mong chị, mong anh nhận cái món quà này. Người ta thương các cháu lắm, người ta thấy các cháu trong gia đình này, người ta thương, người ta cho món quà này cho các cháu, như là tập vở, như bút này kia nọ, đem món quà bằng cách là người ta nói người khác, người ta không nhận của người ta cho, để cho cái người đó, ở cái người bạn của người đó, không biết người nào mà sao gửi cho mình. Bây giờ tôi mang về tôi cũng không biết trao cho ai, giờ anh chị lấy giùm. Con thấy cái câu chuyện rất hay, mà đúng là chúng ta hãy mở rộng lòng, chúng ta đem lại cái sự an vui cho người khác đi. Mình ví dụ như bây giờ mình ăn ít hơn một chút để cho người khác, mà mình thấy cái tinh thần, cái tâm hồn của mình thấy nó an vui lắm. Con thấy cái đạo đức của Đạo Phật nó hay cái chỗ này. Mình chỉ nghĩ đến người khác, giúp cho người khác, mà cái tinh thần mình nó rất là thoải mái. Còn mình nghĩ cho mình nghĩ cái này cái cho mình, cuối cùng nghĩ cho mình càng khổ, mà nghĩ cho người nó sẽ giải thoát. Mình còn rộng rãi tâm hồn nó bao, tức là cái nhân quả. Cái nhân quả mình nghĩ cho người khác không còn khổ, mà trái lại cái tâm hồn mình nó thoải mái. Cái nhân quả đó là cái phước, nó làm cho mình thoải mái. Cho nên càng hợp nhân quả, cái cuộc sống nó càng tuyệt vời. Không có ai làm khổ người nào mà đem lại sự an vui cho người khác. Đó là nhân quả. Bởi vì cái hành động mình đem lại cho người khác an vui, tức là mình đã vui rồi. Con thấy cái nhân quả nó rõ ràng của cuộc đời. Đã nhân đó thì phải quả này chứ sao. Chứ đâu phải đem cho người ta ăn cái mình khổ đâu, không có. Cho nên ví dụ như người ta chửi mình nhẫn. Thế không ngờ là mình nhẫn, thế trả lại tâm hồn mình vui, mà người ta thấy sao chửi mắng cái anh này hoài, cô kia hoài, sao không thấy buồn giận cái gì hết, mà lại thỉnh thoảng lại có quà bánh biếu. Mà từ cái người mà người ta ghét mình, người ta trở thành cái người thân của mình. Mình lấy cái đạo đức nhân quả mình sống, mình cảm hóa người ta trở thành một người tốt. Đừng lấy cái chỗ mà người ta làm chướng mình, mà mình ghét người ta thế này thế khác. Thì đời thì nó như vậy rồi, nhưng mình ở trong đạo mình khác. Đó là nhân quả đó. Cho nên thầy nói mình thông suốt nhân quả rồi thì không có cái ác pháp nào làm chướng ngại tâm mình được hết. Mà mình biết thương người khác, họ đang ở trong cái ác pháp, mình làm sao cởi mở cho họ đừng ở trong ác pháp nữa. Đó, hay nhất. Cho nên khi mà mình học được đạo đức nhân bản nhân quả thì mình thấy hạnh phúc vô cùng, không ai làm chướng ngại gì hết mình được hết. Đó. Thì như vậy thì mấy con nhớ rằng trong cuộc sống hiện giờ mọi người đừng có đi xa hơn nữa, mà hãy tập cái này đi. Mà tập cái này mà chưa xong mà vô đây mà ngồi mà tu thì ức chế mai mốt bị tưởng. Đó, bây giờ mình ức chế mình không chịu xả tâm, cho nên nó sai lắm, nó sai là cái chỗ đó. Dạ thưa thầy, nếu vậy thì cái người cư sĩ tại gia thì chỉ học cái lớp nhân quả, hoặc là đọc về sách nhân quả của thầy viết ra, bao nhiêu đó là đủ để cho cái cuộc sống hàng ngày của họ để trao dồi, và chính vì ngay từ đó mà họ xả cái tâm được. Đúng vậy. Họ áp dụng vào những cái họ học hiểu biết về nhân quả, họ áp dụng vào đời sống của họ, họ làm, họ giúp cho tăng thân tâm họ rất là an ổn, rất là an ổn. Ví dụ như bây giờ cái thân nó nhức cái đau này, nó đau cái bụng này, đau ghê gớm lắm, nhưng mà họ nghĩ đây là nhân quả, không có sợ. Thì cái đau đó nó, khi mà nghĩ nó là nhân quả không sợ thì nó giảm rồi. Nó giảm cái cường độ đau á, nó giảm xuống liền tức khắc. Mà mình không nghĩ nó là nhân quả thì nó đau tăng lên. Cho nên lúc bây giờ chúng ta cần phải suy nghĩ đây là nhân quả, vui vẻ mà trả, không có sợ. Thì cái ý chí chúng ta nó sẽ bừng sáng lên, nó dũng cảm lên, nó chịu đựng một cách gan dạ vô cùng, nó không có hề dao động sợ hãi cái cảm thọ đó. Cho nên cảm thọ đó nó dần lần lượt nó dần tiêu tan. Nó thì con thấy ngay cả cái thân của mình thôi mà cái cảm thọ, tức là cái ác pháp nó tác động ngay trên thân, thì ai đau lại không biết đau,
Nhưng mà cái tinh thần chúng ta yếu đuối thì cho nên cái đau đó nó lại sức chúng ta. Mà cái tinh thần chúng ta vững mạnh, ý chí chúng ta ngút ngàn, thì lúc bây giờ cái đau đó nó giảm xuống. Cho nên những người mà tu theo đạo Phật là những người có những ý chí vĩ đại, không phải là người tầm thường. Không sợ đau hay gì nữa. Khi có thọ, thí dụ như khi mà người ở nhà nhưng họ vẫn có bị bệnh, rồi họ thường xuyên hỏi là phải làm sao, phải đáp ý như thế nào để cho hết bệnh, thì con nghĩ cái đó cũng là thiếu cái cuốn đạo đức nhân bản nhân quả. Thiếu đó không? Đúng vậy. Họ không biết cách. Tức là họ không biết áp dụng đạo đức nhân bản nhân quả vào thân họ. Chứ họ biết nó là nhân quả. Bây giờ cái thân họ đau, tức là họ phải trả cái quả. Vì vậy mà họ chỉ cần trắc ý nhân quả, thì ngay đó cảm thọ họ sẽ giảm đi liền tức khắc. Họ vượt trên nhân quả họ đi qua. Cho nên đạo đức nhân quả rất cần thiết cho những người đang sống ở trong gia đình, chung đụng với mọi người. Ngay cả tất cả những cái chướng ngại pháp đều là thấy biết nhân quả là đã hóa giải được. Họ biết áp dụng nhân quả vào từng phút, từng giây cái đời sống của họ là họ đã giải thoát. Biết áp dụng, biết áp dụng vào cái nhân quả. Vì người cư sĩ tại gia mà nếu mà họ thực hiện được nhân quả và họ hành đúng theo những gì mà thầy dạy, và họ đã đạt được cái trạng thái mà cái tâm của họ bất động trước tất cả các ác pháp, thì như vậy thì họ đã giải thoát không thầy? Giải thoát. Bởi vì họ sống ở trong mọi cái đối tượng, mọi cái ác pháp mà họ thấy biết nhân quả, thì do đó nhân quả không tác động được thân tâm của họ. Cho nên họ không buồn phiền, không thấy đau đớn, không thấy khổ sở. Do đó tâm họ sẽ bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Và vì vậy mà khi thấy nhân quả là họ đã bảo vệ và giữ gìn cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Mà tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự là cái chân lý giải thoát của đạo Phật. Mà người nào giữ gìn và bảo vệ nó được là người đó đã giải thoát. Đã giải thoát rồi. Nó đơn giản. Ở đây mình chỉ cần hiểu, cần hiểu nhân quả, cần áp dụng nhân quả vào thân tâm của mình thôi. Nhưng mà nó lòi ra cái tướng của nó là tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Như vậy thì cái tâm bất động này là do từ chỗ tâm xả mà có. Đúng vậy. Do mình xả được là nó có bất động. Mà mình xả không được thì nó sẽ không bất động. Chứ không phải là để tu có tâm bất động. Không phải tu mà có tâm bất động, mà do xả mà có tâm bất động. Ví dụ như bây giờ người ta nói một tiếng nói mà nó trái ý con, mà con xả được cái tiếng nói trái ý đó, thì tâm con sẽ bất động, nó không còn động nữa. Nó gọi là nó đi về cái chỗ đó, gọi là xả thì tâm sẽ bất động, mà không xả thì tâm bất động. Cho nên Đức Phật dùng cái danh từ ly dục, ly ác pháp. Mình ly được cái ác pháp thì cái tâm mình sẽ bất động, mà mình ly chưa được ác pháp thì tâm mình nó sẽ không bất động. Con thấy rất rõ à? Nghĩa là lúc bây giờ mình lìa nó ra được thì cái tâm mình nó về bất động. Mà mình lìa nó chưa được thì chưa bất động. Nhưng mà mình lìa nó bằng cái gì? Bằng cái phương pháp tri kiến nhân bản nhân quả. Còn thấy không? Bằng tri kiến đạo đức nhân bản nhân quả. Nó trở về cũng đó. Nó trở về cái chỗ để xả nó. Cái phương pháp, cách thức áp dụng bằng cái tri kiến để cho nó trở về với cái tâm bất động của nó. Để nó xả mới được. Chứ còn con chưa hiểu nhân quả, con xả không được. Nói là nói chứ tôi bây giờ xả không được. Mà xả không được là bây giờ tôi ngồi tôi ức chế, tôi hít vô thở ra để mà tôi không còn nhớ giận hờn phiền não mà. Nhưng mà xả ra nó vẫn còn à. Còn cái kia cái tri kiến nó quá giải, nó thông suốt rồi, thấy nhân quả, nó thoải mái, nó dễ chịu, nó không còn nhớ nữa. Đó, nó qua cái hiểu biết nhân quả, nó xả mau lắm. Mà nó tự nhiên. Còn cái mà mình chưa có thông suốt nhân quả, mà bây giờ nó bị đau, mình ức chế nó, mình dùng nhiếp tâm vào một cái đối tượng nào đó để cho nó quên đi. Nhưng mình xả ra là nó nhớ, nó không quên được. Ví dụ như gia đình có một Phật tử, có một đứa con mà bị chết như vậy, thì ông ta đau, đau lòng quá, và ông ta không biết làm cách nào cho bớt đau khổ. Thì con nghĩ là cũng do họ không có hiểu biết về cái chi kiến nhân bản. Đúng vậy, họ không biết nhân quả. Khi mà họ biết nhân quả thì ngay đó họ biết cái người mà lên mà tái sanh làm con họ mới có 1-2 tuổi mà chết á, là họ biết cái đứa bé này á, nó lên nó làm con mình á là nó đòi nợ mình.
Cho nên mình rầu rĩ, khổ sở, thương yêu nó đó, thì đó là mình đang trả nhân quả. Còn mình thấy đây là nhân quả, nó đến, nó đi, thì do nó nhân quả, nó đòi nợ. Cho nên vì vậy mình không có gì đó mà mình phải khóc lóc thương tiếc. Bởi vì mình có một đứa con mà, sanh được có đứa con, mà đứa con này rất là ngoan, rất là dễ dãi này kia, mình rất thương yêu nó. Đó là cái nhân quả tạo cho mình thương yêu, để khi mà nó chết á, làm cho mình đau khổ vô cùng. Tức là nó đòi cái nợ nhân quả của nó đời trước. Khi mà hiểu nhân quả rồi thì anh này không thương yêu nữa, hết thương rồi. Thấy không, đây là nó con nợ nó đòi mình, mà mình thương nó là sao? Ở mình chỉ cần hiểu nó là cái con nợ này, mình thiếu nó 1 triệu, bây giờ nó lên đòi mình, lo than thuốc của nó đây tốn hết 1 triệu rồi, bây giờ nó xong rồi nó đi, mà mình nó đòi mình 1 triệu đủ rồi, bây giờ về con đem nó nhà thương này, con đóng tiền này tiền kia đúng 1 triệu, thì giờ 1 triệu mà nó không sống thì nó chết, thì tức là nó đòi hết 1 triệu rồi. Mà nếu nó còn sống thì nó tiếp tục nó đòi thêm nữa, thì nó đâu những 1 triệu này, nó còn tiếp tục đòi nữa. Mà khi mà hiểu nhân quả rồi thì con cái trong nhà làm gì la, mình không buồn việc đau bệnh gì mình cũng thản nhiên, không có thấy mình nợ nó, mà nó đến nó đòi, mà nó đòi thì bây giờ nó đau thì mình phải lo thuốc thang nó chứ không bỏ. Bởi vì mình nợ người ta mình phải lo chứ sao lại mình trốn, mình nói bây giờ mày nợ mày đòi tao không trả, vậy là tao không lo thuốc thang mày, thì cái nợ này nó không hết rồi. Cứ lo thuốc thang cho cái đứa bé đó, mà nếu mà nó hết thì tiếp tục nó đòi cái những cái nợ khác nữa, mà nó chết đi thì nó đòi hết cái nợ của nó rồi, thì mình hết nợ nó đi, có vậy thôi. Còn bây giờ mình sanh nó ra mà mình nuôi nấng nó, bây giờ lớn lên nó ăn học, nó làm nên sự nghiệp, rồi bây giờ nó mới nuôi dưỡng mình, nó đem cái công lao nó làm, nó nuôi dưỡng mình, nó cho mình một cái bánh cái trái hoặc là cơm nước, nó nuôi mình trong tuổi già, thì cái thằng mình có nợ nó, mình trả hết cái nợ nó, bây giờ nó có cái nợ của mình, cho nên bây giờ nó làm nó trả lại mình đây, chứ không có cái gì hết đâu, nhân quả mà. Vì vậy cho nên mình không thấy thằng con này hiếu đâu, mà thằng con này đang trả. Có vậy thôi. Cho nên mình thản nhiên, con hiếu nó cũng vậy, mà con không hiếu nó cũng vậy, nó đều là hoàn toàn nợ thôi, mình nợ nó hoặc nó nợ mình, có 2 cái vậy thôi. Rồi còn hỏi câu gì nữa không? Thưa thầy, vậy là người cư sĩ tại gia là chỉ có ôm một pháp duy nhất là tu về đạo đức nhân bản nhân quả, rồi áp dụng vào đạo đức nhân bản nhân quả, không nên tu một pháp gì khác. Cả vì thân hành niệm cũng vậy đó thầy. Thân hành niệm hoặc gì cũng không tu. Khi nào mà bước chân vào đây thì muốn tu cao hơn thì người ta dò cái tri kiến nhân quả, mà thấy có đạo đức đúng nhân quả rồi thì người ta mới dạy ở trên thân hành niệm. Chứ tu tập thân hành niệm thời gian ức chế tâm là bị loạn tưởng à. Còn cái người mà xả tâm hoàn toàn là xả tâm trong nhân thì tu tập thân hành niệm không bị ức chế. Đi người ta xả rồi. Vậy thì thưa thầy, khi người ta bên ngoài người ta vẫn còn làm việc thì người ta có cần tập thêm những cái cách tỉnh thức bằng như là tác ý khi trên công việc làm của mình hàng ngày không thầy? Không phải tác ý để cho mình tỉnh thức trong công việc hàng ngày, mà tác ý trong những cái đối tượng làm cho tâm mình chướng ngại để xả tâm thôi, đó là đủ. Ví dụ như có một người nói một cái lời nói gì mà nghịch ý mình thì mình nói đây là nhân quả, đó là tác ý rồi. Mà nó nhắc mình là nhân quả thì tâm mình nó xa. Con hiểu không? Chỉ cần nhắc như vậy là đủ rồi. Bởi vì mình sống trong nhân quả thì pháp tác ý đều là tác ý nhân quả. Về nhân quả. Cho nên vì vậy mọi người còn là cư sĩ thì nên sống trong nhân quả, áp dụng nhân quả bằng phương pháp tác ý, tức là nhắc tâm mình. Có vậy đủ rồi, giải thoát rồi, không còn gì nữa hết. Không cần tu pháp gì, không cần thân hành niệm, không cần gì nữa hết. Còn sau khi mà tu cái pháp này xả được tâm rồi thì người ta dò xét coi cái sức tỉnh thức như thế nào, thì do đó người ta dạy để đi từ tỉnh thức này để nhìn thấy từng cái tâm niệm của mình, là do đó để cho mình xả mà hoàn toàn nó đi vào trong tứ niệm xứ, nó không bị một cái niệm, cái chướng ngại nào do cái niệm tự tâm mình gây ra.
Nhưng điều bây giờ thầy ngồi đây mình phải khởi một cái niệm, bất cứ một cái niệm thiện, niệm ác, nó cũng làm cho tâm thầy bị động. Do đó cho nên vì vậy mà khi mà cái người mà tỉnh thức á, thì cái niệm nó vừa khởi ra thì nó đã diệt mất rồi. Còn cái người mà chưa đủ tỉnh thức á, thì nó lôi một lúc rồi mới nhớ, mới biết nó. Thì đó là mê. Cho nên khi mà cái người mà đi qua một cái giai đoạn này á, thì do đó cái người đó phải tập thân hành niệm. Khi mà tỉnh thức rồi thì từng niệm họ khởi lên họ đều biết. Họ ngồi suốt một ngày, một đêm như vậy, họ thấy từng niệm họ khởi lên, niệm gì họ biết hết. Bởi vì qua cái tri kiến nhân quả họ được thông suốt. Cho nên khởi không có qua được cái tri kiến của họ đâu. Đó là cái sức tỉnh thức của họ. Mà sức tỉnh thức của họ đó, thì như vậy là những cái niệm này toàn là những cái niệm ác do cái tâm mà họ xả ở trên cái chỗ nhân quả đó. Thì bây giờ tâm họ nó thuộc về thiện pháp chứ đâu còn ác pháp được nữa. Cho nên khi mà họ tu tới cái giai đoạn tỉnh thức này thì thiện pháp luôn luôn lúc nào cái tâm của họ nó khởi những niệm thiện, không bao giờ khởi niệm ác. Thì niệm thiện gì niệm họ cứ ngồi, họ biết rõ từng mỗi niệm, nghĩ phải đem cái này giúp đỡ cho người kia như thế nào, họ làm cái điều thiện, không họ không có làm cái điều ác nữa, họ hết điều ác rồi, họ không có làm khổ. Họ nghĩ phải giúp cái người này, cần phải giúp vậy, người kia phải lo, nói cái lời nói đó để giúp cho người đó được an ổn. Thì họ sẽ dùng tất cả những thân hành, khẩu hành và ý hành của họ để giúp cho những cái người xung quanh họ được an ổn. Thì lúc bây giờ đó thì họ phải tỉnh thức rồi. Mà họ tỉnh thức rồi thì lúc bây giờ đó tất cả những cái niệm thiện mà đến với họ vậy đó, thì hoàn toàn là họ sống trong thiện, thì cái tâm họ bất động. Bởi vì nó không có ác pháp là sao động. Mà chứ không phải động là không niệm. Động là sân, là ham muốn cái này, cái nọ, cái kia, đó là động. Còn này họ không còn ham muốn cái gì hết. Mà họ khởi cái niệm thiện là họ muốn cho mọi người đều được an vui, đều được hạnh phúc, đều hiểu biết được cái điều đó để sống không có khổ. Thì họ đến, họ nhắc nhở những người đó để giúp cho những người đó để sống an ổn. Thôi, thì do đó họ trở về, họ sống mình họ, thì những cái niệm mà họ đã làm hết rồi thì đâu còn gì mà niệm nữa. Do đó họ ngồi đó bất động. Tức là do do người ta xả được tâm, tức là học nhân quả xả được tâm nên xả được tâm bất động. Bất động. Cho nên vì vậy mà họ ngồi lại toàn là thiện không, thì tức là những cái điều mà nó khởi ra mà họ chưa làm thì họ sẽ làm, mà đã làm rồi thì nó không khởi nữa. Mà không khởi nữa thì tâm họ bất động. Cái đó là giai đoạn thứ nhất dành cho cư sĩ để giải quyết hết phía bên ngoài. Đó là họ xả hết cái bên ngoài của họ rồi, thì họ trở về với cái tâm bất động của họ. Khi mà nó trở về tâm bất động của họ thì nó khởi những cái niệm thiện, nó còn khởi là tại vì họ chưa giúp đỡ cho người này người kia cái gì còn thiếu sót. Còn khi mà họ đầy đủ hết rồi, họ làm hết bổn phận thì nó đâu còn khởi niệm nữa. Cho nên họ ngồi bất động. Mà bất động còn trong khi đó họ bất động được như vậy rồi, mà họ đến cái nơi của mình thì cho họ cái thất, họ ngồi 7 ngày đêm họ chứng đạo thì có gì. Do tâm xả rồi. Do tâm xả. Bởi vì họ ngồi đó nó bất động chứ đâu phải họ ức chế bất động. Con hiểu không? Do tâm xả họ nó bất động. Mà họ xả chưa hết, chưa có nhân quả mà họ xả chưa hết. Mà họ vô ngồi đó là họ ức chế tâm họ. Nó lại sai. Hầu hết là sai cái chỗ này nhiều. Thưa thầy, cái người mà đến tu viện của mình á, thường thì họ đã ôm pháp về định niệm hơi thở. Nên khi mà vô đây tu thì hầu như con thấy điều bị ức chế. Nó họ phải ôm pháp hơi thở, họ tu không đâu, mà họ tu nhiều pháp điều ức chế ý thức. Họ không tu theo pháp của thầy thì họ cũng phải tu theo pháp Hòa Thượng Tinh Từ. Họ không tu theo pháp Hòa Thượng Tinh Từ thì của Hòa Thượng Như Lực, của niệm Phật, của tịnh độ, cái này kia, hoàn toàn những pháp này đều ức chế tâm hết. Họ đều bị ức chế không, cho nên vô đây bây giờ họ ngồi không đi nữa, họ cũng gom cái tâm vào lại đó, họ đã quen đi cái đường đó rồi. Cho nên hiện bây giờ mà họ lọt trong tưởng thế này thế khác đều là họ do họ bị ức chế trong các pháp của ngoại đạo hết. Chứ không phải riêng pháp của thầy mà họ tu sai. Họ tu vào đây họ tu theo pháp của thầy là pháp của thầy dạy, họ ly dục ly ác pháp trong nhân quả. Mà họ tu sai là tại vì họ quen với pháp của ngoại đạo, của đại thừa. Cho nên họ vô đây họ cứ ức chế, họ vô tận.
họ hiểu theo cái hiểu của họ bằng cách gom tâm, làm cho ý thức không có khởi niệm. Đó là cách thức họ hiểu sai, là tại vì họ đã tu tập các pháp này. Thiền cũng vậy, niệm Phật cũng vậy, tịnh độ cũng vậy, con thấy rất rõ gì, công án cũng vậy, mật tâm cũng vậy, cũng dạy người ta làm cho cái ý thức đừng có khởi niệm. Thì tất cả các cái pháp mà hiện bây giờ gọi là Phật giáo Đại Thừa đều là dạy người ta ức chế tâm, chứ không phải dạy ly dục leo pháp. Cho nên vô đây mà ôm pháp thầy vậy, coi như là ôm hơi thở. Thì trong cái Đại Thừa nó cũng dạy người ta hơi thở, thì họ cũng đã quen như vậy rồi. Cho nên thầy rất sợ về cái hơi thở. Họ ôm hơi thở là họ ôm tâm một chút. Người ta ôm hơi thở là vì người ta tu tập để người ta xả những cái chướng ngại trên thân của người ta. Ví dụ như bây giờ cái thân nó đau nhất, mà bây giờ mình ngồi đây mình nhắc cái tâm mình không trụ trong hơi thở, thì nó cứ tập trung trong cái đau nhất, cho nên nó thấy đau nhất. Mặc dù mình nói tâm bất động, thanh thản là vô sự, thọ là vô thường, không sợ, nhưng mà vẫn thấy đau nhất. Cho nên nó đau nhất, nó làm cho mình chịu không nổi, buộc lòng mình phải nương vào hơi thở. Cho nên mình tắc ý, chứ không phải là mình thinh mà biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, mà mình tắc ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi. Nhưng cái cảm thọ đó đã giảm rồi thì bỏ cái pháp này, chứ không được tu nó. Chứ còn không khéo tu nó là bị ức chế đó. Thành ra nó phải hiểu biết được cái chỗ này thì nó không sai. Cho nên hơi thở nó không phải dùng để mà chúng ta ly dục leo pháp được, mà dùng để khi mà chúng ta chịu đựng trước những cái nhân quả mà chúng ta không đủ sức mà chịu đựng nó, thì chúng ta nương vào cái pháp đó để chúng ta vượt qua. Nhưng mà khi vượt được rồi thì bỏ pháp, chứ không phải ôm pháp đó mà đi. Thì vậy mới được. Thưa thầy, tại sao nhiều người lại cứ ngồi mà trên đỉnh niệm hơi thở mà kéo dài từ giờ này qua giờ khác, thì nó đâu có lợi ích gì hết? À, nó không có lợi ích gì, nhưng mà họ muốn tìm cái sự an lạc ở trên hơi thở đó. Họ tưởng là ngồi bất động không cần niệm thì nó có sức tưởng nghi lạc, nó do cái chỗ mà không niệm đó mà nó sức tưởng nghi lạc nó sinh ra. Họ thấy ngồi nó an lạc, họ thích như vậy, nhưng mà sự thật nó đưa họ đi vào cái tưởng, không tưởng chứ không có gì hết. Cho nên họ ngay bây giờ mà họ không chấm dứt, họ thích đi an lạc thì mai mốt đó họ nói khùng nói điên vì họ tưởng. Bây giờ ở đây cũng hồi nào bây giờ cái ý của mình nói ra, nó khởi niệm nó nói ra thì bình thường thôi, ai cũng có cái ý nó khởi ra, nó nghĩ cái này nghĩ kia chứ gì. Nhưng mấy người bị tưởng rồi, nó nói đó nó nói đó. Còn hiểu không? Đó là mấy người bị tưởng, coi như cái ý của mình nói ra đó là một cái thằng ở trong mình nói ở đó. Nói thầy, là thầy biết rằng mấy cái người bị tưởng này coi cái ý của mình là một cái người đã nói chuyện với mình. Cho nên vì vậy mà cái thằng này nó bảo phải tu vậy đó. Đó là nó đã quân cái hiểu biết của pháp này pháp kia rồi, nó thành ra một cái góc độ của cái biết đó. Bây giờ cái biết đó nó đưa ra, nó dạy lại cho cái người này tu, con hiểu không? Thì có cái thằng ở bên đây nó nói vậy không đúng, thầy dạy khác không phải vậy, mày tu vậy sai, con hiểu không? Cho nên cũng một cái ý mà nó chia làm hai thằng, một thằng hiểu cái góc độ này, thằng hiểu góc độ này, bắt đầu nó chấm nhau. Cho nên hai cái thằng này nó ở trong khó bụng thôi. Chứ nó có một mình nó chứ có ai vô đó. Như vậy là họ bị tưởng, mà họ nghĩ ra cái ý của họ, họ nghĩ ra hai người ở trong đó. Cho nên vì vậy đó, mấy người tu riết rồi mấy người thành hai rồi. Chỉ là do tưởng là do có, là do họ diệt ý thức. Họ diệt ý thức. Mà diệt ý thức là tức là họ diệt từng cái niệm khởi trong đầu. Niệm khởi trong đầu. Nhưng mà thưa thầy, do từ đâu mà có niệm thầy? Nó do từ cái chỗ mình quân. Mình quân tức là mình tập niệm thành một cái thói quen. Thí dụ như bây giờ con ở ngoài đời con chưa biết cái gì mà đạo hết á, thì con quân những cái ham muốn như nhà lầu, xe hơi, hoặc là tủ lạnh, hoặc là cái sự mà tiền bạc cho nhiều. Con ham muốn cái đó, tức là ngày con ham chút. Con thấy con thích, nhưng mà không ngờ nó thành quân, thành một cái khối ở trong tâm con. Cho nên bây giờ con xả cái đó ra thì thấy sao nó lâu lắc. Tại vì nó khởi sự mà khi mà cha mẹ sinh ra đó, khi mình biết được tiền bạc, nhà cửa này kia, cái đẹp cái xấu biết phân biệt rồi, thì bắt đầu nó quân từ đó nó vô.
Còn bây giờ mà họ nói Phật pháp đó, pháp này pháp kia pháp nọ đó, là họ cũng quân cái pháp đó vô. À, bây giờ nó đã thấm nhuần được cái pháp đó rồi, cho nên bây giờ họ nói cái pháp đó. Chỉ là niệm là do dục mà sanh không? Do dục thôi mà. Bởi vì nó do một cái tâm dục mà nó sanh ra thôi, chứ không có cái gì hết. Bởi vì nếu mà chúng ta ly dục lý ác pháp thì không còn niệm. Mà nó còn dục thì nó phải niệm thôi, không có làm sao mà tránh khỏi. Như vậy thì mỗi khi nó phải niệm thì mình sẽ quay lại và mình diệt cái dục của cái tâm mình. À, mình không phải quay lại mà mình phải dùng cái tri kiến hiểu là nhân quả. Cái dục này nó chạy theo cái nhân quả đó đó đó. Dạ. Do thì nó có cái niệm này. Nó có cái niệm. Cái niệm đó nó khởi ham muốn cái gì thì nó tạo thành cái nhân quả của nó. Dạ. Nhân quả nó đi ba chỗ, thân, khẩu, ý. Dạ. Cái ý là cái chính của nó rồi, nó khởi cái niệm. Thì cái niệm của nó đó, đó là cái niệm của nhân quả, cái hành động của nhân quả, của cái ý rồi. Yeah. Con hiểu không? Mà mình đã hiểu nhân quả thì ngay đó mình biết nhân quả rồi thì mình xả nó đi. Đâu có còn nó sai mình bảo làm cái này làm kia theo nó đâu. Mà hãy bắt đầu con làm thì nó quân thành một cái lực của cái nghiệp đó, cái ham muốn đó. Nên khi cái niệm nó khởi lên thì mình phải làm sao? À, khi mà cái niệm nó khởi lên á thì con thấy đây là nhân quả. À, chấm dứt. À, chứ không, con phải hiểu biết đây là cái nhân quả gì. Ví dụ như bây giờ con thấy nó khởi một cái niệm thích cái món ăn nào đó. Thì bắt đầu mình nói đây là cái niệm dục. À, mình hiểu đây là cái niệm dục. Không có cần phải đi mua cái này để làm cái món ăn đó. Mà làm cái món ăn đó là mình nuôi dưỡng cái dục của mày. Thì mình dừng lại. Đó là cái tri kiến nhân quả của con bắt buộc phải dừng lại. Vì vậy có gì ăn nấy, có gì ngày mai tao ăn nấy, tao không có làm gì hết. Tức là mình chặn đứng cái ham muốn của mình. Chứ mình đứng nó làm vậy không ngon, thôi để mình ráng mình làm cái này cho nó ngon. Tức là con chạy theo dục. Con hiểu không? Đó là mình sẽ diệt nó đó. Đó mình ly nó ra. Mình ly nó. Nó sai mình cũng được, tức là mình ly nó. Đó mình giải thoát.